Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh YouTube công nghệ của Sotalo. Thì ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với anh em một trong những cái giải pháp, cái biện pháp để mà vận chuyển vật tư lên tất cả các sàn, đặc biệt là đối với nhà tư nhà dân tầm khoảng 3 đến 4 tầng anh em nhé. Đấy, thì bình thường thì anh em có phải là vận chuyển, chúng ta vận chuyển vật tư chẳng hạn như là gạch hoặc là xi măng hoặc là thậm chí là đổ bê tông chẳng hạn, nếu như là thủ công anh em thì là chúng ta đều đặc biệt là các bác nhà tư nhà dân thì thường chúng ta sử dụng tời, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta tời như thế thì thứ nhất là mỗi một cái lượng vật tư đưa lên thì nó rất là nhỏ anh em ạ, rất là ít. Và thứ hai nữa là đặc biệt là về gạch hay xi thì lại chúng ta cần thêm một cái người phụ ở bên trên, và đặc biệt là người phụ cũng phải có sức khỏe để người ta kéo vào, và sau đó là người lại cần một người chuyển gạch đi, đúng không anh em? Thì hôm nay Sotalo sẽ chia sẻ với anh em một trong những cái giải pháp rất là hay anh em ạ, rất là hay, và anh em có thể, anh em đặc biệt anh em cai thầu thì có thể tham khảo và chúng ta có thể áp dụng vào trong cái công việc của mình. Ở đây vào việc luôn anh em nhá. Thì anh em ở đây có thể xem được đây, ở trên màn hình của chúng ta đây, anh em có thể thấy ở trên màn hình của chúng ta đây là người ta đang áp dụng vào việc là đổ bê tông anh em ạ. Hiện tại thì đặc biệt là kể cả là ở những tỉnh hay là ở những nhà tư nhà dân thì cũng bơm bê tông rất là nhiều rồi anh em. Tuy nhiên thì bên cạnh đó có những cái vị trí mà chúng ta vẫn phải đổ bằng thủ công hoặc là chúng ta vẫn phải tời vật tư lên, thì chúng ta có thể áp dụng bằng cách này, được chưa? Đó, anh em có thể xem là người ta làm hai cái ray, được chưa? Hai cái thanh ray và gia cố. Đấy, anh em xem chưa? Đó, hai thanh ray và gia cố, và bên dưới người ta làm cái bồn, được chưa? Một cái bồn. Sau đó là người ta sử dụng motor và kết nối với cái bồn bằng một sợi dây cáp. Đấy, anh em có thể xem, được chưa? Đó, bắt đầu là bê tông vào, đổ bê tông vào và bắt đầu là tời lên. Cái điểm hay của cái này, có nghĩa anh em theo dõi nhá, được chưa? Đấy, đấy. Và cái điểm hay của cái này chính là khi mà cái bồn lên thì là nó sẽ, khi mà nó chạm phải chạm một cái gờ của nó ấy, thì là nó sẽ tự đổ xuống sàn, được chưa? Và tự đổ sợ đổ xuống sàn như thế này thì rất là tiện anh em ạ, nó rất là tiện. Đấy, anh cũng phải gia cường thêm, theo tôi thì nên gia cường thêm, thứ nhất là một cái dây an toàn sơ cua, tránh chỉ mình chỉ phụ thuộc vào một cái sợi dây cáp, được chưa? Đó, và chúng ta nên gia cố ở những vị trí chống vào sàn, như chẳng hạn như mình lên sàn 3 thì mình chống sàn 2 và sàn 1 làm sao cho nó chắc chắn hơn anh em nhé. Theo tôi là cần đủ chắc chắn hơn, nhưng ở đây tôi muốn nói sâu về cái tiện ích của nó, về cái công năng của nó rất là hay, và chúng ta có thể áp dụng vào cái này, vào cái việc chúng ta tời các loại vật tư khác chẳng hạn như gạch hay là xi măng đấy, thậm chí là cát lên sàn anh em nhé, thậm chí là cát lên sàn chẳng hạn để chúng ta có thể sử dụng cái này, vì là cái bồn của nó chứa được rất là nhiều. Yeah. Còn cái vận tốc khi mà tời lên chúng ta có thể căn chỉnh, điều chỉnh được nhanh hơn, chậm hơn theo tùy ý của chúng ta anh em ạ. Đó, đấy, đấy là một trong những cái thực ra gọi là công nghệ thì cũng không hẳn, nhưng mà ở đây là cái mà tôi muốn chia sẻ với anh em, ở đây là cái biện pháp để cho anh em áp dụng, vì tôi hiện tôi thấy là chưa có một nơi nào của chúng ta áp dụng cái cách làm này cả, và hoàn toàn anh em có thể tham khảo, nếu như anh em cảm thấy hiệu quả chúng ta sẽ áp dụng vào công việc của chúng ta, đỡ được công nhân công rất là nhiều và tăng lên cái năng suất cho anh em, được chưa? Thì Sotalo luôn muốn chia sẻ với anh em tất cả những cái công nghệ gì liên quan đến xây dựng, đặc biệt là đối với các công trình nhà tư nhà dân, là đối với cái dạng công trình mà các bác cái thầu hầu như là chưa được tiếp cận nhiều với những cái biện pháp mới, những cái công nghệ mới, thì Sotalo muốn chia sẻ với anh em những cái gì là tốt nhất, những cái biện pháp tốt nhất, hiệu quả nhất và giúp cho anh em là đỡ nhân công nhất. Thì đấy, qua đấy thì anh em nhìn anh em cũng đã mường tượng ra được rồi. Thì tôi hy vọng là trong một thời gian ngắn thì sẽ có các bác cai thầu liên hệ với tôi và bảo rằng là đã áp dụng thành công, và cái này hoàn toàn có thể làm được ngay. Ok, thì nếu như anh em thấy cái video này hay và có ích, đặc biệt là các anh em xây dựng, thì anh em nhớ đăng ký kênh, ấn like và chia sẻ. Xin cảm ơn tất cả anh em. Sotalo, nâng tầm công nghệ xây dựng Việt.